Xin chào đón quý bà con và các bạn đến với kênh Giá Thanh Long của bài biên tập chúng tôi. Đây là kênh chúng tôi chia sẻ, cập nhật về giá thanh long hàng ngày. Giá thanh long luôn biến động thất thường tùy vào vườn, vào lái, đoạn đường vận chuyển sẽ có sự chênh lệch khác nhau về giá cả. Hy vọng quý bà con và các bạn sẽ yêu mến kênh cũng như ban biên tập chúng tôi. Thanh long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vựa. Bò đẹp loại 75% 12.000 đồng 1 kg, loại 80% 13.000 đồng 1 kg, loại 90% 14.000 đồng 1 kg. Bò sàn loại 75% 10.000 đồng 1 kg, loại 80% 11.000 đồng 1 kg và loại 90% 12.000 đồng 1 kg. Hàng giạt có mức giá từ 5.000 đến 7.000 đồng 1 kg. Giá thanh long tại vườn luôn thấp hơn vựa từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng 1 kg tùy theo vựa. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có mức giá từ 27.000 đến 29.000 đồng 1 kg tùy theo vựa. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái, cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vựa loại 1 có mức giá từ 31.000 đến 32.000 đồng 1 kg, loại 2 26.000 đến 28.000 đồng 1 kg, loại 3 19.000 đến 21.000 đồng 1 kg, loại 4 13.000 đồng 1 kg và loại 5 có mức giá là 8.000 đồng 1 kg. Thanh long ruột trắng miền Tây về vựa hàng đẹp 15.000 đến 17.000 đồng 1 kg, hàng sàn 13.000 đến 15.000 đồng 1 kg và hàng giạt có mức giá là 8.000 đồng 1 kg. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái cũng như tùy thuộc vào mẫu mã, chất lượng và hàng hóa của sản phẩm. Xin cảm ơn quý bà con và các bạn cũng như quý vị khán thính giả luôn theo dõi, yêu quý và đồng hành cùng ban biên tập chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui khi quý bà con và quý khán thính giả truyền tải thông tin đến tất cả mọi người. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.